Chào các anh chị, chủ đề hôm nay tôi muốn hướng dẫn các anh chị là chủ đề nhập liệu thông minh. Ở đây mình nhập liệu thông minh là như thế nào? Ở đây mình muốn nhập liệu mặt hàng thì ở đây mình sổ ra, mình hôm trước mình học cái list data validation. Hôm trước là mình học cái tạo một cái list, nhưng mà cái list đó là cái list sao ta? Nhập liệu, nhưng mà nếu mà ít thì không sao, mà nếu mà nhiều quá thì anh chị mỗi lần anh chị nhập anh chị kiếm nó rất là cực, anh chị kiếm rất là cực đúng không? Thì bây giờ nếu mà kiếm cực như vậy thì ở đây tôi gõ lại nha, tôi tạo một không mình một tí xíu, tôi gõ chữ B thì ở đây nó lập ra những danh sách nào chữ B thôi, chẳng hạn tôi gõ chữ bao thì ở đây nè nó sẽ ra những gì mà chữ bao đầu tiên thôi anh chị ha, hay là tôi gọi là mực nha, tôi gọi chữ M nha, thì chỗ này nó ra cho là những từ bắt đầu chữ M ha, anh chị thấy không? Thì ở đây tôi sẽ hỗ trợ cho anh chị là nhập liệu thông minh, tiếng gì cải tiến hôm trước, cải tiến hôm trước là mình sử dụng data validation thô sơ. Thì ở đây các anh chị muốn nhập liệu thông minh thì các anh chị phải có một danh sách của mình đó, danh mục của mình đó, thì ở đây danh mục của mình là danh mục thực phẩm, danh mục này nó phải được sắp xếp từ A tới Z thì mình mới nhập liệu thông minh được. Còn nếu mà nó không sắp xếp từ A tới Z thì mình sẽ không có nhập liệu thông minh được. Anh chị ok nha, nhớ nha, cái danh mục này nó phải được là gì đó, sắp xếp từ A tới Z nha anh chị, nhớ nha, sắp xếp từ A tới Z. Bây giờ tôi sẽ thao tác cho anh chị xem, ở đây là thực hành. Ở đây tôi muốn gõ vào mặt hàng A1, thì nó sẽ sao ta? Nó sẽ ra cho tôi mặt hàng, ở đây tôi muốn gõ vào, sổ ra, thì nó gõ vào cho tôi, nó sẽ tìm ra cho tôi là danh sách mặt hàng A1, ok không? Thì ở đây các anh chị làm hàm này á, là các anh chị văn tâm cho tôi hai cái hàm mà anh chị cần làm, đó là hàm offset cộng với hàm mắc, thì hai hàm này là hai hàm chủ đạo để cho mình giải quyết vấn đề này. Thì các anh chị coi tôi nha, khi mà mình muốn tạo một danh sách list chỗ này á thì tạm thời là tôi có một vùng nháp, ở đây là vùng nháp nha anh chị, ở đây là vùng nháp, lát nữa mình sẽ xóa vùng nháp này sau. Ví dụ nha, tôi bằng offset, tôi lấy cái nguyên cái danh mục này này từ thực phẩm, tôi khóa lại. Giả sử như tôi di chuyển xuống một dòng và tôi lấy mấy cột ta, tôi di chuyển xuống một dòng và không cột. Ở đây là offset nha, từ A1 danh mục làm chuẩn là điểm neo á, tôi di chuyển xuống một dòng qua không cột là xuống đây. Ví dụ như tôi lấy là 5 dòng phải một cột, thì ở đây là tôi cái công thức này làm như sau: đứng tại A1 làm chủ của danh mục, tôi di chuyển xuống một dòng, tôi qua không cột, đứng tại chỗ này di chuyển xuống một dòng qua không cột ở chỗ này, chiều cao của nó là 5 dòng, chiều rộng của nó là một cột, thì nó sẽ ra tôi là ba rọi heo, ba rọi sông khối, bạc hà và bánh bao chay nhỏ. Thì đáp số của tôi nó ra như vậy là đúng rồi. Vấn đề chỗ này này, di chuyển xuống một dòng là mình số 1 này là số 1 chết. Ở đây tôi sẽ coi là công thức cho mình. Cái số 1 này anh chị, tôi phân tích số 1 này nha. Ở đây công thức này A1 là chính xác, không có vấn đề thay đổi. Số 1 là di chuyển xuống một dòng dựa vào cái gì? Dựa vào cái ô này nè, dựa vào ô này nè anh chị ha. Anh chị phải dựa vào ô này để anh chị biết là di chuyển xuống mấy dòng. Thì giả sử như tôi gọi là chữ B đi ha. Chữ B nha. Thì làm sao tôi biết nó xuống một dòng? Thì số 1 này nha anh chị sẽ sử dụng hàm mắc để ra số 1 bằng MAT ha, bằng MATCH. Anh chị lấy cái chỉ dò này anh chị khóa chữ B lại, anh chị nói với lại gì ta, sao gì ở đây mình gõ tùy ý mà, bắt đầu bằng chữ B mà anh chị. Anh chị dò trong cái danh mục này, khi mà anh chị sử dụng offset là anh chị A1, nhưng mà anh chị sử dụng hàm mắc á, anh chị bỏ từ cái A2 trở đi gì á, hàm offset nó không tính vị trí đang đứng, nó chỉ tính vị trí di chuyển, nên là anh chị sử dụng hàm mắc anh chị phải bắt đầu từ chỗ này. Nếu mà gửi chữ 3 bờ nó sẽ ra ở vị trí thứ nhất, vị trí thứ nhất này trùng với cái gì đó, cái dòng di chuyển hàm mắc ha, thì nó sẽ ra dòng di chuyển offset chưa, thì nó ra gì đó, phải không? Thì chỗ này anh chị thấy không, nếu anh chị gọi chữ bờ thì nó bắt đầu từ vị trí thứ nhất, nó di chuyển xuống một dòng, anh chị coi nha, bắt đầu từ vị trí thứ nhất để di chuyển xuống một dòng này, chữ B đúng không? Nếu mà mình chọn chữ C, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, cho tới chữ C anh chị ha, ví dụ tới chữ C, nếu mà anh chị gọi chữ C đó
thì nó sẽ ra cho anh chị là sơ thư dạ dạ đó. Đây, nó ra cho anh chị là vị trí thứ 88 nếu anh chị gọi chữ C nha. Rồi. Thì như vậy á, chữ C nha, anh chị gọi chữ C nha, thì nó đây ra gì vị trí thứ bao nhiêu ta? B2. À C. 88. Anh vô kia, tôi chỉnh là tại sao chỗ này nó không có ok option. Tôi sử dụng cái này là nó là automatic đi. À, menu nó chọn á. Anh chị thấy không? Nếu mà còn chữ B á, thì nó ra cho tôi là số 1. Chữ C là nó ra cho tôi số 88. Như vậy á, là hầm mắt này nè, nó sẽ phục vụ cho mình số mấy ta? Số 1. Số 1 là số dòng di chuyển. Rồi, như vậy là số 1 này anh chị có thể thấy bằng hầm mắt. Tương tự như vậy, số 0 là di chuyển không cột, đứng tại A1. Đứng tại A1. Chúng ta vẫn tính lấy từ cột này thì số 0 là số đúng rồi, nó không cần thay đổi, luôn luôn di chuyển không dòng. Rồi, tương tự như vậy là số 5 này ha, là số dòng mà thỏa điều kiện ha, số dòng thỏa điều kiện. Tôi cho nó màu tím. Thì số dòng thỏa điều kiện á, thì mình sẽ sử dụng công thức sau. Ví dụ tôi chọn chữ B thì nó sẽ thỏa điều kiện cho tôi là tất cả những chữ B, chỗ này đếm chữ tất cả chữ B. Thì số dòng thỏa điều kiện của tôi là 87 dòng. Thì các anh chị làm sao mà ra số cho mình là số 87. Này 87 dòng nha anh chị ha. Thì ở đây tôi sử dụng hàm count bằng count if. Tôi lấy vùng điều kiện là bên này, nhật ký hàng, danh mục chưa? Tôi từ trên xuống dưới, còn trên sweep enter, khóa lại phải B sao đi anh chị ha, B sao. Nó ra cho tôi là 87. Chữ B này tôi tách chữ B ra là bằng cách là nháy kép với kép. Dấu vào ở giữa. Rồi chữ B này nè anh chị, các anh chị thay bằng gì ta? Anh này thay bằng chữ B này. Khóa chữ B lại. Như vậy á, là khi mà tôi làm xong nó nói nè, offset đứng từ A1 di chuyển xuống một dòng qua không cột, chiều cao là 57. Chiều cao là 57. 57 cái nha, chiều cao là 57 dòng và chiều rộng là một cột. Thì ở đây á, là tôi thay số 5 bằng công thức này. À, bằng thức thao if thì nó sẽ khi mà nó ra xong mình sẽ có một cái được một công thức. À, tôi làm lại nha, công thức này ha anh chị ha, tôi copy ra trên C rồi anh chị, tôi bôi lại anh chị, tôi bôi lại ha. Đây là công thức là số 1 này, số 1 là anh chị ha, tôi cần trên V, tôi thấy về hầm mắt cần cho xíu enter ra chính xác. Ví dụ tôi gọi chữ C thì ở đây chỗ này chỗ khác ha, ở chữ B đây chữ khác. Rồi khao A này anh chị ha, cần C, cần trên C chứ khao A nha, cần trên C khao A này ha. Thì ở đây anh chị coi này, tôi thay bằng chỗ màu tím là số 5. Chỗ này nè anh chị, tôi thay bằng số 5 bằng cần trên V. Rồi cần trên shift enter nha anh chị. Thì nó ra anh chị ha, tôi gọi chữ B thì nó ra chữ B. Tôi gọi chữ A thì không, chữ A không có, tôi gọi chữ C thì ra chữ C. Như vậy là công thức này là công thức danh sách của tôi, là danh sách của tôi đã ok rồi. Nó đã lập cho tôi là theo cái gì ta, theo chữ B rồi. Thì bây giờ tôi chỉ còn là copy công thức này, chuột phải copy, tôi để chỗ này anh chị ha. Tôi sử dụng là data validation, tôi chọn nhận gì đó list, tôi chọn nhận list anh chị ha. Ở đây tôi dán công thức vừa rồi vào, làm vào, tôi dán công thức này vừa làm vào này ha. Ở đây alert này anh chị, tôi bỏ cái này đi để cho mình được nhập thoải mái. Rồi sau khi làm xong anh chị ok thì nó ra cho anh chị danh sách các chữ C kho thôi. Ví dụ cho anh chị gõ chữ cờ A sắt, ở đây tôi gõ như kia ha. Ở đây á, tôi gõ chữ này ha, tôi gõ lại nha. Cờ A sắt này nó ra anh chị cá không anh chị ha, cá bạc má, cá bạc sa, cá rô gì đó. Bờ A nó ra cho tôi là ba rọi, xong khối ba rọi gì đó. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các anh chị là gì ta? Kỹ thuật, ví dụ là tôi chờ, kỹ thuật là nhập dữ liệu thông minh. Ví dụ tôi nhập là chờ, tôi nhập là gì ta? Giờ ơi, giờ nha, giờ thì nó da heo, da khô, da đậu nành ha. À, đờ, ok, đậu điếc rồi đó. Rồi, ok nha. Rồi, như vậy là các anh chị đã làm được cái vấn đề này. E đi, E có gì không? Ếch làm sạch này anh chị thấy không? Ếch làm sạch nguyên con. Thì cái công thức này tôi đã hỗ trợ cho anh chị là sử dụng là gì ta? Nhập liệu thông minh. Hai hàm chính, hai hàm chủ đạo của mình, hàm offset và hàm mắt. Ở đây tôi nói lại cho anh chị một lần nữa, ở đây là tôi làm cột này là để mục đích của tôi là gì ta? Nháp xong á, bây giờ tôi có thể là clear nó được rồi ha. Clear nó là được rồi, khỏi cần thiết cái này. Đầu tiên á là tôi sử dụng hàm offset,
Danh mục A1 làm chuẩn, di chuyển xuống một dòng và không cột, chiều cao là 5, chiều rộng là 1. Có nghĩa là gì? Cái công thức này nha, có nghĩa là gì? Ở đây, tôi sẽ giải thích cho anh chị xem. Có nghĩa là ở đây á, là tôi sử dụng là đứng tại A1 làm chuẩn, là làm điểm neo á, đứng tại ở đây. Tôi di chuyển xuống một dòng là chỗ này, không cột là chỗ này luôn. Tôi cho nó là chiều cao của nó là 5 dòng và chiều rộng của nó là một cột, là nó là cái đoạn màu màu này này, màu vàng, màu màu xanh này á, màu gì ta, màu cam này ha. Cái đoạn màu cam này là tôi công thức này á, là nó sẽ ra cho tôi đoạn màu cam. Đứng tại một làm chuẩn, làm chủ á, đứng tại một là điểm neo á, tôi di chuyển xuống một dòng, tôi ba không cột và tôi chiều cao của nó là 5 và chiều rộng của nó là 1, thì ra cho được cái này. Mà số 5 là số 1 này á, là số 1 chết à. Số 1 này là số 1 chết cho anh chị ha. Strip ha, strip tool này ha. Rồi, số 1 này là số 1 chết đó anh chị ha, số 1 chết. Số 1 này dựa vào cái thằng mắt B2 dò bên danh mục này, dò bên đường chỗ này nè. Chữ B nó nằm ở vị trí thứ mấy thì nó cho mình là vị trí dịch chuyển tương ứng với vị trí dịch chuyển offset. Nha. Và tương tự như vậy á, chiều cao. Bao nhiêu dòng á, mình sử dụng hàm kháo if là để mình tìm chiều cao. À, sau khi mình làm xong mình sẽ đáp chỗ màu đỏ này mình thay thế bằng số 1 và chỗ màu tím này mình thay thế bằng số 5. Và mình đáp công thức vào trong cái phần data validation, mình dán vào chỗ này thì nó sẽ đúng cho mình công thức chỗ này ha. Ở trong này tại sao tôi không làm trực tiếp trong này, trong này nó cửa sổ rất là nhỏ, tôi khó viết lắm anh chị, cực kỳ khó viết, nên là tôi làm nháp bên ngoài để cho anh chị thấy và anh chị hiểu rõ. Sau khi các anh chị hiểu rõ là anh chị chỉ cần làm sao ta kéo xuống là được rồi ha. Ví dụ là r đi, cái r gì không ta, rau bồ ngót rau gì đó ha. Ví dụ tôi gọi r a o nhanh chị ra cái rau này ha, rau bồ ngót, rau điên, rau dền ha. Ví dụ rau tôi gọi cho rau đờ nha, thì nói anh chị là rau đây, rau đắng, rau Đà Lạt, rau gì đó, vân vân và vân vân. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các anh chị cái kỹ thuật nhập liệu thông minh ha, sử dụng hàm offset và hàm mask để mình làm. Rồi, chúc cho các anh chị làm bài tốt, chào các anh chị.